Đến với chương trình Tôi Yêu Hokkaido hôm nay, tôi xin được giới thiệu một chủ đề về một loại hình văn hóa rất cool và đang thịnh hành ngay cả ở nước ngoài. Chủ đề gì vậy anh? Cosplay. Cosplay? Phải. Cosplay có phải là những người ăn mặc giống như các nhân vật trong truyện tranh hoặc là trong các game không vậy anh? Đúng vậy. Costume play, gọi tắt là cosplay, là người mặc những bộ đồ của các nhân vật có tính cách mà mình thích, cùng với trào lưu otaku, có nghĩa là những người quá say mê truyện tranh và game Nhật, cũng đang phổ biến ở nước ngoài. Hiện nay, cosplay được xem như là một trong những nội dung cool Japan, có nghĩa là hấp dẫn của Nhật Bản, là trào lưu quan trọng không thể thiếu được. Vào tháng 4 năm 2014, có một sự kiện gọi là Wabi Sabi ở sân bay Chitose đã thu hút rất nhiều cosplay đại diện cho nhiều trường phái đến tham dự. Vì vậy cho nên giờ đây chúng ta sẽ tới Tomakomai. Anh đợi một chút. Chuyện gì? Tại sao lại là Tomakomai? Thật ra thì tôi cũng có biết đâu. Nếu cosplay chỉ để cho chúng ta chụp hình không thôi thì sau khi chụp được tấm hình là coi như kết thúc, và sức lan truyền của nó cũng sẽ rất lớn. Xem nè. Ôi xinh đẹp quá. Ôi. Anh Li Chang thấy sao? Được rồi, được rồi. Để có được những điệu bộ như vậy chắc phải tập luyện dữ lắm đây. À xin lỗi, thật là mắc cỡ quá. Chương trình Tôi Yêu Hokkaido lần này sẽ tìm hiểu về trào lưu cosplay. Phải chăng cosplay đã biến thành một đặc sản du lịch của Hokkaido? Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tài trợ cho lễ hội Tomakomai Cosplay Festa này. Việc tài trợ cho sự kiện này sẽ góp phần nâng tầm thành phố lên, thu hút sự chú ý của nhiều nơi trên thế giới. Và ngay sau đây, anh Horikichi sẽ hướng dẫn cho chúng ta khu Tomakomai Cosplay Festa hấp dẫn nhé. Nơi tôi muốn giới thiệu với các bạn trước tiên là ở đây, công viên ngựa phương Bắc. Con ngựa này à? Phải. Công viên ngựa ở đây là một khu vực tự nhiên rộng lớn. Mọi người có thể tiếp xúc với đàn ngựa, dùng bữa trưa ngon miệng, là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Tuy vậy, chúng ta cũng thử tìm hiểu xem tại sao nơi này lại hấp dẫn đối với giới cosplayer nhé. Chắc đây là địa điểm được yêu thích phải không? Nhất là những người mê nghệ thuật nhiếp ảnh, phải. Tại sao vậy? À thì hẳn là hình ảnh ngựa xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim hoạt hình, có phải vậy không? Như hiện nay bộ phim Tấn Công Người Khổng Lồ với hình ảnh nhân vật cưỡi ngựa chạy trên đồi. Rồi thì trò chơi những anh hùng samurai thời chiến quốc Basara nữa. Nếu vậy thì thật oai nếu ta cưỡi chúng, phải. Cũng những fan của trò chơi tàu quốc chí cũng tới đây. À vậy à, phải. Họ thích đến chỗ nào vậy anh? Địa điểm yêu thích nhất chính xác là chỗ cưỡi ngựa chụp hình này và kế đến là nơi hơi xa chỗ này một chút. Đó là khu chuồng ngựa, đó cũng là điểm nhấn có thể chụp ảnh. Phải, đó là chỗ được mọi người yêu thích. Thì ra là vậy à. Khi cưỡi ngựa cảm giác thật là thanh thản, có thể chụp được những tấm hình ấn tượng. Chúng tôi cũng đã tốn nhiều công sức để những con ngựa không bị quá tải. Và chúng tôi cũng đã huấn luyện để chúng có thể đứng yên suốt như vậy. Thì ra là vậy, tự nhiên tôi cũng muốn chụp một tấm hình một vị tướng trong Tam Quốc Chí chẳng hạn. Như là Triệu Vân, Triệu Tử Long hay là Tào Tháo. Hay quá, Khổng Minh Gia Cát Lượng cũng được chứ. Nãy giờ mới để ý, ai xích đi đâu rồi ta? Thấy sao hả mọi người? Ôi, đẹp quá, còn gì nữa? Nhìn tôi thế nào? Anh Horikichi, anh thấy thế nào? À, nhìn thì thấy đẹp nhưng có lẽ chưa hợp với công viên người phương Bắc này lắm. Hiện hôm nay tôi có mang theo máy chụp hình này. Nhân cơ hội, chúng ta hãy chụp vài tấm đi. Chụp hình đi. Ok. Đẹp đó nha. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta chụp thôi. Cha làm dáng sao ta? Anh đi trang chỉ tôi đi. Được, được. Hãy giả bộ giống như ca sĩ Miku Isis đến từ Canada đi. Miku made in Canada đây. Như vậy là được rồi. Vậy được chưa? Thì đó, nhìn tôi cũng giống Hachine Miku mà. Được rồi, được rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vừa cử động vừa tạo dáng, hay rồi, hay rồi. Đúng rồi, cử động đi. Anh Li Chang hôm nay hình như nhiệt tình hơn mọi khi. Có vẻ hơi căng thẳng nữa. Không biết anh ấy có thể chụp được tấm hình đàng hoàng nào không đây. Nhưng chắc là việc chụp hình được tiến hành trôi chảy chứ. Đây là cơ hội của Isis đóng vai cosplay. Hẳn đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Và sau đây, vẫn còn nhiều nơi thú vị sẽ được giới thiệu tiếp theo. Sẽ có sự xuất hiện của cosplay chính hiệu. À, chúng ta đã di chuyển đến đây rồi. Đây là chỗ nào vậy? Đây là đền thờ thần đạo Tarumae-san.
Nhìn kìa, ngôi đền thật hoành tráng chưa ai xiết. Thật là lớn và nhiều màu sắc. Đây là đền thờ thần đạo Taru Maesan, có bề dày lịch sử, uy nghi cổ kính. Một nơi có không khí như vậy, nghe nói là giới cosplayer rất thích và vô cùng thích hợp. Xem nào, cái gì vậy? Đây là một cosplayer nè, phải không? Đợi một chút, phải không vậy? Ôi, dễ thương quá. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ủa, bạn có phải là một cosplayer không? Dạ đúng ạ. Ôi, đẹp quá. Cosplay của bạn là nhân vật nào vậy? Cosplay của tôi là thiếu nữ Reimu Hakure trong game cùng tên. Bạn đã tham gia sự kiện cosplay trong Makomai rồi. Thực sự bạn cảm thấy như thế nào? Vì đây là lần đầu tôi tham gia sự kiện này ở trong Makomai. Cho nên tôi thực sự vui sướng vì giấc mơ có thể thực hiện điều này ngay tại quê hương mình cuối cùng đã trở thành sự thật. Vậy bạn quê Hokkaido hả? Ừ đúng vậy, tôi sinh ra và lớn lên tại Hokkaido. Thực ra thì hôm nay tôi muốn được làm thợ chụp hình. Không biết có được không đây? Không biết anh chụp hình ra sao đây? Anh Lee Chan lại nhiệt tình, hãy chụp cho đẹp nhé. Chúng tôi vẫn lo lắng vì hình như anh vẫn còn có một chút căng thẳng. Lee Chan, nhờ cậy anh hết đấy nha. Ôi, đẹp lắm. Dễ thương quá. Rất đẹp. Đẹp lắm. Quả thật những nét thể hiện trên khuôn mặt rất ấn tượng. Chắc hẳn là chị đây phải luyện tập nhiều lắm ha. Khoan đã, đợi một chút. Dễ thương quá. Đưa đi, đưa đi. Sao? À, tốt thôi mà Isis. Được rồi. Ồ, thích thật đó nha. Thích rồi phải không? Đền thờ Jinja dĩ nhiên không phải chỉ chúng ta, mà đối với giới cosplayer là một nơi cực kỳ hấp dẫn. Có thể ở nơi như thế này, mặc những bộ quần áo đặc biệt rồi chụp hình thì vui sướng biết bao nhiêu. Đại khái thì cảm giác của bạn như thế nào? Không phải là toàn bộ, nhưng phần nữa là tôi có cảm giác như mình đang đứng ở cổng trời Torii vậy. Dù không nói quá, chụp tự nhiên là đẹp nhất. Ý bạn nói là không gian đó hả? Đúng vậy. Vậy à? À đúng rồi, quét đi. Đẹp rồi. Để có được những điều bộ như vậy chắc là phải tập luyện dữ lắm đây. À, khi mặc bộ đồ này lên người tự nhiên tôi có thể biểu hiện được. Được rồi, cứ tự nhiên đi. Ồ không, vẻ mặt tươi cười này hay quá rồi. Dễ thương lắm nha, nữa đi, một tấm nữa. Chà, hãy nhìn mặt anh xem như Trang mê quá rồi kìa. À xin lỗi, tôi mắc cỡ quá đi. Hết sảy. Nhiếp ảnh gia Lee Chan rất hưng phấn. Tuy nhiên, khi nhìn những tấm hình chụp được thì cả ba người đều thích thú. Rốt cuộc, anh ấy chụp hình cũng được lắm chứ. Rất sinh động. Lần này anh đã có trải nghiệm quý báu khi được chụp cho một cosplay thật sự. Điểm hấp dẫn của cosplay là gì vậy thưa anh? À, nếu cosplay chỉ để cho chúng ta chụp hình không thôi, thì sau khi chụp một tấm hình là coi như kết thúc rồi. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đã lọc vào cùng với những phong cảnh của địa phương. Cũng như trang web của tôi đang hướng đến các đối tượng là khách nước ngoài. Nếu như tôi có thể đưa lên một tấm hình đẹp, thì mọi người trên thế giới sẽ cảm thấy rất thích thú và sức lan truyền của nó cũng sẽ rất lớn nữa. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã nảy ra ý tưởng này, đưa những tấm hình như vậy lên, đưa các thông tin về địa phương lên, phổ biến nó và mong đợi điều này sẽ gắn liền với sự phát triển du lịch của địa phương chúng tôi. Thì ra là vậy à. Hiện tôi đang ở tại sảnh đón tiễn của ga quốc tế sân bay Chitose. Đây là nơi rất háo hức dành cho du khách mới tới đây. Cũng là nơi hội ngộ, chia tay người thân, bạn bè, nên nó được hòa quyện nhiều cảm xúc khác nhau. Tháng nào tôi cũng đến đây. Và bây giờ từ sân bay Chitose, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những đặc sản địa phương. Megu, Yi, Zoom. Là một sân bay quốc nội, nhưng sân bay Chitose thu hút lượng hành khách đứng thứ ba Nhật Bản. Đây cũng là nơi có rất nhiều điểm mua sắm, ăn uống, vui chơi và giải trí.
Nơi đây không phải chỉ dành cho hành khách đi máy bay mà còn là địa điểm hấp dẫn đối với người dân địa phương. Sao đây cũng là một sân bay mà. Nhưng bên cạnh đó, nơi đây cũng còn là một ngôi chợ nữa. Từ sảnh đến ga quốc tế, nếu như ta đi thẳng, đi bộ khoảng 240m là khu chợ hàng đặc sản Hokkaido. Là nơi mà nếu lần đầu đặt chân tới đây, hẳn du khách nước ngoài sẽ cảm thấy rất ồn ào náo nhiệt. Nơi đây có bày bán các loại cá tươi sống và các loại nông sản. Những món ăn hàng ngày sử dụng các loại thực phẩm tươi ngon cũng được bày bán ở đây. Chỉ đi bộ nhìn thôi cũng cảm thấy muốn hoa cả mắt. Đây là bánh đại phúc da ifuku nếp mochi rất ngon. Ồ, lớn quá, dễ thương thật. Cái này có ngon không? Rất ngon. Loại bánh bắp bơ này rất được những du khách ưa chuộng. Chính xác là họ rất thích những thứ bánh hiếm như bánh hashcap và bánh bắp bơ này. Tự nhiên tôi thấy bối rối quá. Những sản phẩm mà khách nước ngoài đặc biệt yêu thích là gì ạ? Đó là phu hoàng đế và phu long, rồi thì trứng cá hồi, cầu gai nữa. Họ mua những thứ đó tại sân bay luôn sao? Phải, đúng như vậy. Thì ra là như vậy. Tại đây, lần này tôi muốn giới thiệu với mọi người cửa hàng có tên là Harupirika, là nơi bán nhiều món lạ. Tôi cũng rất thích bầu không khí người bán luôn trao đổi trực tiếp với khách hàng như ở đây. Xin cảm ơn. Đây là ốc khoáng Hushin, một loại ốc hiếm. Nếu được xin mời chị dùng thử. Ngon quá, chị ăn một miếng thôi đã thấy ngon rồi, phải không chị? Còn rất dễ ăn nữa. Món ốc sông khói này chắc là rất hiếm hả chị? Đúng vậy, món này ít có lắm, hiếm lắm mới gặp. Nếu vậy tôi đã dùng thử có sao không? Chị cứ tự nhiên dùng thử nhiều loại ở đây đi. Đối với mỗi nhãn hiệu khác nhau ở đây đều có hương vị riêng. Xin chị cứ tự nhiên dùng thử thật nhiều. Chẳng mấy chốc, với lời mời khéo léo của chị bán hàng, tôi đã dùng thử 3 loại. Nào là những sản phẩm hương khói, nào là những sản phẩm sấy khô. Mùi vị thơm ngon của từng loại được cô đọng lại một cách tài tình. Món mà tôi ưng ý nhất là khô cá trứng shishamo. Món này được làm từ cá trứng shishamo nổi tiếng của vùng Hirocho. Vừa cắn một miếng, ta có thể cảm thấy vị béo ngon tuyệt, cộng với một chút đắng. Chính xác là món khoái khẩu của tôi. Và tôi rất thích phong cách nhân viên bán hàng trao đổi trực tiếp với khách như vậy. Vậy cho tôi cái này, khô cá hồi và cá trứng shishami. Tôi lấy 2 loại này. Nhưng mà nói thật, cái này tôi sống có một mình nên hơi nhiều phải không? Nếu vậy thì để tôi chia cho chị mỗi thứ một nửa thôi cũng được. Được sao? Phải, cỡ 40g. Chúng tôi cũng có thể chia đến 20g luôn đó. Chị ấy nói là một nửa cũng được kìa. Mua luôn, thực tế có nhiều người mua giống như vậy không chị? Nhiều chứ, có nhiều loại, mỗi bịch 10 miếng họ yêu cầu mua mỗi thứ một nửa cũng nhiều. Nếu chị để lạnh có thể dùng trên 3 tháng. Ra vậy, có thể dùng được rất lâu đó. Nếu dùng để làm quà du lịch chắc người nhận vui lắm. Đúng là như vậy. Chắc tối nay tôi sẽ dùng cái này làm mồi nhắm của mình. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 trong vòng 4 ngày tại sân bay Chitose sẽ diễn ra liên hoan phim hoạt hình quốc tế. Trong suốt liên hoan sẽ có trình chiếu những bộ phim hoạt hình ngắn dự thi. Ngoài ra sẽ chiếu những tác phẩm điện ảnh trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi đăng ký đến hết ngày 23 tháng 6. Tổng giải thưởng có giá trị lên đến 1 triệu yên. Xin tham khảo trên trang web để biết thêm chi tiết. Sau khi chúng tôi suy nghĩ đặc thù du lịch của Hokkaido là gì, nếu như cosplay chỉ để cho chúng ta chụp hình không thôi thì sau khi chụp hình một tấm là coi như kết thúc. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đã lòng vào cùng với phong cảnh của địa phương, cũng như trang web của tôi đang hướng đến các đối tượng khách nước ngoài. Nếu tôi có thể đưa lên một tấm hình đẹp, mọi người trên thế giới sẽ cảm thấy thích thú và sức lan truyền của nó sẽ rất lớn. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Thì ra là vậy. Anh Hiroguchi đây. Có phải chỗ này cũng là một điểm chụp hình lý tưởng, có phải không anh? Đúng như vậy, màu sắc tự nhiên rồi cảnh vật cũng tương tự với những nước khác, hoặc cũng giống trong những hành tinh của các game phiêu lưu mạo hiểm nên rất được giới cosplayer yêu thích. Đúng rồi đó, giống thật phải không anh? Hồ Utomai trong Tokakomai Cosplay Festa là địa điểm chụp hình rất được ưa chuộng.
Đây là hồ tự nhiên phong phú những loại gia cầm sống dưới nước như thiên nga đến sinh sống. Đây là nơi không chỉ thu hút chim muông mà còn rất hấp dẫn đối với các cosplay. Những điểm hấp dẫn của hồ Utomai là gì vậy thưa anh? Hồ này cũng thuộc loại hiếm ở Hokkaido. Nó là hồ nước đóng băng. Ồ vậy à, do đó nó có một màu trắng tinh, mang sắc thái rất huyền ảo, giống như một hành tinh băng. Hay có thể ví như thế giới của game Final Fantasy hoặc là game Dragon Quest. Vậy ở đây ngoài hồ ra còn có điểm gì khác hay không anh? Ở đây cũng có lập ra một trạm dừng chân, cũng có phục vụ nhiều món ăn nữa. Tại đây, giống như lời giới thiệu của anh Horiguchi, có trạm dừng chân dành cho xe đi đường dài bên hồ Utomai. Ở đây có nhà hàng chuyên phục vụ các món rau, hải sản và các loại bánh haskep và các món ăn ngon khác nữa. Tại trạm dừng chân này, các cosplayer có thể thoải mái thưởng thức các món ăn ngon, có phải vậy không, thưa anh? Phải. Ví dụ như là các món gì? À, kem tươi, quả kim ngân với lại bánh Hokkidama, một loại bánh xèo Nhật. Cái này à, bánh xèo Nhật. Tôi mua kem rồi đây nè, xin mời. Đây là loại kem tươi từ quả kim ngân có phải không? Đúng vậy. Ngon quá. Ủa, phần của tôi đâu rồi? Anh cũng muốn ăn son đi chứ. Trời ơi, cái cô này lúc nào cũng chọc tôi hết. Nhưng mà tôi muốn ăn cái bánh này, đó là bánh xèo Nhật. Có đúng không? Phải, vậy thì làm ơn cho tôi cái này. Nhìn nó rất giống bánh takoyaki. Xin phép nha. Đúng rồi, có vị quả kim ngân. Đúng vậy. Có sự khác biệt là cái này có bột kem nên ngon hơn. Cũng ngon lắm chứ bộ. Đúng là bánh Nhật, phải không chú? Quá ngon. Không có chi, ngon lắm. Xin cảm ơn anh hôm nay đã giới thiệu cho chúng tôi nhiều điều về Tomakomai. Cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn. Tomakomai vẫn là thành phố thú vị có phải không? Phải. Chính xác thì Tomakomai là thành phố công nghiệp nên chúng tôi có cảm giác thành phố luôn chuyển động, hơi khác với một thành phố du lịch thường thấy. Đúng vậy. Vâng. Tôi nghĩ là từ nay trở đi, trong lúc sự kiện này được tổ chức ở đây, dần dần người ta sẽ chú ý đến thành phố như là một nơi du lịch thật sự. Anh Hiroguchi có thể cho chúng tôi biết về mơ ước tương lai của anh. Anh muốn thành phố mình sẽ phát triển như thế nào và trở thành thành phố như thế nào? Quả thật tôi luôn mong ước nền kinh tế của nước nhà và du lịch của Hokkaido luôn phát triển bền vững. À, các địa điểm hàng tháng đều có các sự kiện liên quan đến nhau. Chắc hẳn phim hoạt hình của Nhật Bản rất được yêu thích trên toàn thế giới, nên những phong cảnh của Nhật Bản sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chắc hẳn những bức hình chụp bằng cảnh thật tại Nhật Bản sẽ rất hấp dẫn đối với người nước ngoài, nên sẽ có lúc họ muốn đến Nhật Bản, muốn trải nghiệm. Và tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người như vậy. Và khi họ đến đây ăn những món ăn ở đây, họ sẽ nhận ra món ăn Hokkaido rất ngon, ví dụ như là Tomakomai. Tomakomai nằm ở nước nào cũng được. Khi họ đến Tomakomai rồi thì họ mới quan tâm Tomakomai nằm ở nước nào, có phải là Nhật hay không thì cũng được. Vậy à? Phải. Đó, bạn đã chụp tấm hình này hả? Tôi muốn xem. Ôi, đẹp quá, tôi cũng muốn tới đó nữa. Tôi muốn chụp tấm hình với phong cảnh đó. Bây giờ đi luôn nha. Chúng tôi muốn dịch chuyển đó sẽ diễn ra trên thế giới và thực sự nó gắn liền với việc du khách muốn đến xem Tomakomai.